Chào mừng quý anh chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản giàu đặc biệt. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến cho quý anh chị chính sách giá của Tucson thời điểm tháng 9 2023. Thời điểm này cũng là thời điểm gần kết thúc tháng 7 âm, thì giá Tucson có chiều hướng giảm hơn so với tháng 8 năm 2023. Thì em xin phép cập nhật cho anh chị luôn chính sách giá của Tucson phiên bản tiêu chuẩn. Giá bán bên em đang bán cho quý khách hàng đó là phiên bản tiêu chuẩn là 776 triệu, quà tặng cho quý khách hàng đó là phim cách nhiệt Nissan bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng. Cái giá lăn bánh của bản tiêu chuẩn tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng là 822 đến 823 triệu. Trên phiên bản xăng đặc biệt thì đang được bán mức giá đó là 878 triệu, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó nó rơi vào tầm độ khoảng là 930 triệu. Đó. Phiên bản giàu đặc biệt trước mặt em đây thì với mức giá niêm yết là 1 tỷ 055 triệu thì đang được giảm gần một khoảng 80 triệu, thì với mức giá bán là 976 triệu thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng 1 tỷ 036 triệu. Phiên bản turbo xăng 1.6 turbo dẫn động 4 bánh toàn thời gian thì cũng đang được giảm rất là tốt, cũng bán ngang bản dầu 976 triệu ạ. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó khoảng 1 tỷ 035 1 tỷ 036 triệu, thì quà tặng thì cũng như các phiên bản khác nó đều được tặng phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Trên phiên bản dầu này thì sẽ có những cái công nghệ nổi bật như là hệ thống từ mặt đặc biệt trở lên thì sẽ có hệ thống đèn full LED này, rồi có cái công nghệ đèn tự động thích ứng, rồi có 4 cảm biến phía trước, 4 cảm biến phía sau, có camera 360 độ, có công nghệ, đây là công nghệ cảnh báo giữ khoảng cách so với xe phía trước, đây là công nghệ kiểm soát hành trình chủ động FCC. La răng của bản đặc biệt, bản xăng bản dầu đều là la răng 18 inch, là tiêu chuẩn là 17 inch, còn xăng turbo thì là 19 inch. Cam 360 được tích hợp ở trên gương anh chị nhé. Xe thì đều được trang bị đó là đèn nổ từ xa, rồi bản đặc biệt trở lên thì sẽ có cốp điện, đó cốp điện là chống kẹt, và có nhiều vị trí cốp thông minh. Trên phiên bản đặc biệt thì cũng được trang bị cho 8 loa bâu cho Tucson, phiên bản đặc biệt đến phiên bản turbo. Đấy, ở đằng sau này thì sẽ có những cái cổng sạc đó là 12V 180W này. Đấy, và loa đằng sau ạ. Cùng đến với phần nội thất bên trong thì anh chị có thể thấy là Tucson sẽ có những cái thiết kế rất là hiện đại, mới mẻ. Đó. Màu của bản đặc biệt và tiêu chuẩn thì nó là màu đen và màu xám chủ đạo. Còn trên phiên bản turbo thì màu nội thất đó là màu nâu. Ở đây thì chúng ta sẽ có loa bâu này. Rồi trên chiếc vô lăng 4 chấu này sẽ có rất là nhiều công nghệ như em vừa nói. Hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động SCC, ga tự động Cruise Control và kèm giới hạn tốc độ. Rồi chúng ta sẽ có đèn tự động, gạt mưa tự động. Trên phiên bản dầu thì sẽ dầu và xăng turbo sẽ có lễ chuyển số trên vô lăng. Đó. Đến với chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình giải trí trung tâm với kích thước đó là 10.25 inch, kèm theo điều hòa tự động hai vùng độc lập tích hợp trên chiếc màn hình này, là công nghệ Navitel cho Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam. Đây là công nghệ định vị và tìm kiếm những cái địa điểm đến giống như một chiếc Google Maps, có cảnh báo tốc độ và những cái biển báo giao thông cho quý khách hàng. Ở đằng sau đây là chiếc màn hình gọi là màn hình đa thông tin. Thì chiếc màn hình này nó hiển thị những cái thông số như là công tơ mét, rồi vòng tua, cũng như là tốc độ, và hiển thị hình ảnh cam 360. Đến với phần điều hòa tự động thì tất cả các phiên bản của Tucson thì đều được trang bị đó là điều hòa tự động hai vùng độc lập, kèm theo sạc không dây cho phiên bản đặc biệt trở lên. Đây là công nghệ gì? Đây là thông gió làm mát sưởi ấm cho hàng ghế phía trước này, công nghệ sấy vô lăng này, hỗ trợ đồ đèo này, bật tất cảm biến này, cam 360.
Thì công nghệ này thì được trang bị trên phiên bản đặc biệt trở lên, còn phiên bản tiêu chuẩn thì chỉ được trang bị công nghệ đó là hỗ trợ đồ đèo thôi. Chế độ lái của xe thì được trang bị đó là ba chế độ lái, chế độ lái Eco này, bốn chế độ lái, xin lỗi, chế độ lái bốn chế độ lái cho phiên bản đặc biệt trở lên đó là Eco này, Smart này, chế độ Power và chế độ Sport. Ở đây thì là màn có chúng ta sẽ có cần số bằng nút bấm, được trang bị cho bản dầu đặc biệt và trên phiên bản xăng turbo. Phanh điện tử thì được trang bị cho tất cả các phiên bản đó. Ghế thì có thông gió. Cùng đến với phần hàng ghế thứ hai. Đến phần hàng ghế thứ hai thì em tự tin là Túc Sơn cho một cái hàng ghế thứ hai rộng nhất phân khúc. Nó sẽ rộng hơn CRV, rộng hơn Outlander, rộng hơn Toyota Cross. Đó, rộng hơn rất là nhiều các đối thủ và có một cái độ ngả lưng ghế cực kỳ tốt. Ở đây chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa hàng ghế phía sau và kèm các cổng sạc cho cửa gió giúp anh chị giải trí được tốt hơn. Ở đằng sau là các cánh cửa thì cũng được trang bị những cái hộc để đồ và công nghệ loa bâu bốn cánh cửa. Nhìn qua vẻ bề ngoài và kể cả nội thất bên trong thì bên ngoài cũng được trang bị những cái phần thân được dập nổi rất là thể thao và khỏe khoắn, đó, giúp chiếc xe mang một cái vẻ bề ngoài trẻ trung này, thể thao này, năng động, cá tính. Đấy, chọn Túc Sơn thì em nghĩ là không bao giờ sai đâu, đúng ý chị. Đấy, thì anh chị quan tâm đến chiếc Hyundai Túc Sơn này thì xin lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình. Em Hùng Xe Hơi xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và cảm ơn anh chị cho em một like, một đăng ký kênh và góp ý dưới phần bình luận để em hoàn thiện video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.